Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Ất Hợi trong năm Canh Tý 2020. Trong năm này thì bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ất Hợi. Năm 2020 thì con giáp này dễ gặp phải tiểu nhân, dù là tình cảm hay là tài lộc thì cũng đều bất ổn, dễ phải đối mặt với tổn thất cả tình và tiền. Phong Thủy May Mắn xin tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Ất Hợi năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Sơn Đầu Hỏa, có ngày sinh từ 31 tháng 1 năm 1995 đến ngày 18 tháng 2 năm 1996. Đầu tiên thì cùng xét về nam mệnh. Xét về sự nghiệp, trong năm Canh Tý, người tuổi Ất Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, vì khả năng cạnh tranh không mạnh nên con giáp này khó chiếm được ưu thế hơn người, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối, nên bản mệnh khó đạt được bước tiến trong sự nghiệp, cơ hội tăng chức tăng lương gần như là năm ngoài tầm với. Năm nay thì người cầm tinh con heo cũng gặp rất nhiều bất lợi nếu tham gia các cuộc thi bầu cử cũng như là trong mối quan hệ xã giao với mọi người. Lời khuyên cho bản mệnh trong năm 2020 là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ thì cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm thì cần có thái độ chung thủy, không nên bắt cá hai tay khiến chuyện tình cảm trở nên phức tạp, gây rắc rối, ảnh hưởng tới sự nghiệp hoặc là làm tổn thương bản thân cũng như là người khác. Khi lựa chọn đầu tư, không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như là thủy sản, thủy lợi, tài chính hay là thực phẩm. Xét về tài lộc, người tuổi Ất Hợi không vượng đường tài lộc năm 2020. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu tổn thất, thậm chí rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc là do hứng thú nhất thời. Vì thế trong thời điểm này, tuổi Hợi chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với những người khác, trong đó có những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Để tài lộc tăng, hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Khi làm việc thì cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời ai một cách dễ dàng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng cần phải có lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa các chất kích thích dễ gây tổn hại sức khỏe và là nguồn cơn gây ra những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Xét về tình cảm, trong năm 2020, người tuổi Ất Hợi đào hoa khá vượng, cho dù bản mệnh là nam hay là nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì bạn dễ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp mong muốn, bản mệnh cũng không cần ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Với những bạn chưa lập gia đình thì để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy. Khổng Tước Phỉ Thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Nó được làm bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công, được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Mặt khác thì vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý thì bản mệnh dễ phạm
tặng đào hoa dữ. Cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận, gần gũi với mình. Với những người đã lập gia đình để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiềm gỗ đào để hóa giải. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như là sự nghiệp. Xét về sức khỏe của tuổi Ất Hợi, tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Hợi trong năm Canh Tý 2020 không mấy khả quan. Thái tuế thủy vượng khiến các yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như là cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người thì gặp vấn đề về thận. Trong năm nay, bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan, tụ tập cũng như là trong cuộc sống thì cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc là có thái độ sống quá phóng túng gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu dài. Ngoài ra thì tuổi Hợi cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp có nhiều sát khí nếu không muốn yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Sức khỏe không được tốt, trong năm hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Tốt nhất bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Thứ hai, cùng xét về nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, đối với nữ tuổi Lợn sinh năm 1995 đã lấy chồng thì năm nay là một năm không tốt để sinh con. Chủ về tiền bạc hao tán và công việc thì làm ăn không được tốt. Với nữ Ất Hợi chưa có tình duyên, chồng con trong năm nay cũng là một năm không được tốt. Không có sao báo hỷ tín thì cũng như có tình cảm thì cũng sẽ không được lâu bền. Cung nhị hợp tử vi tuổi Ất Hợi năm 2020 nữ mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Đây là bộ sao chủ về nhà có chuyện buồn tình cảm gia đình không được tốt. Còn xét về phương diện sức khỏe năm 2020. Về sức khỏe thì cần chú ý tới bệnh về đau dạ dày hay là đường tiêu hóa không được tốt, ốm đau thì lâu khỏi. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Ất Hợi nữ mạng 2020 có các sao Thiên Quan, Lưu Niên, Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về công việc có sự thay đổi, tiền bạc tiêu pha nhiều. Ngoài ra thì chú ý sức khỏe. Cung xung chiếu tử vi nữ sinh năm 1995, năm 2020 có các sao Nguyệt Đức, Lâm Quan, Tiểu Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài gặp được nhiều người khác giới, tuy nhiên thì cẩn thận công việc bị phá hoại và chú ý dao kéo trên người. Về phương diện làm ăn sự nghiệp, cung tam hợp tử vi Ất Hợi 2020 nữ mạng có các sao Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy, Long Đức, Mộc Dục, Đà, Đà La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có người già ốm đau, bệnh tật khó qua khỏi và công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Về công việc làm ăn thì do tính cách hay thay đổi cho nên làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, công việc toàn bị bỏ dở. Tài lộc, tiền bạc thì có sự tiêu pha và hao tán nhiều. Chú ý không nên đầu tư tiền bạc nhiều vào trong các công việc làm ăn, chủ về khó thu hồi vốn. Tóm lại, xét về phương diện thiên can địa chi của tử vi tuổi Ất Hợi năm 2020 nữ mạng sinh năm 1995 cho thấy đây là một năm công việc và gia đình khá vất vả, tiền bạc có sự tiêu pha và hao tốn nhiều. Ngoài ra thì chú ý tới sức khỏe của bản thân, đi lại lưu ý cẩn thận vật nhọn đâm phải. Tổng quan tử vi tháng năm 2020 của tuổi Ất Hợi, tử vi tháng 1 2020 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, vận trình của người tuổi Hợi không ổn định, đặc biệt là ở hai phương diện tình cảm và tài lộc có nhiều biến động nhất. Trên phương diện tình cảm, con giáp này thường hay mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia, nhưng may mắn là hai bên thường bao dung thấu hiểu cho nhau nên thường làm hòa rất nhanh. Những người còn độc thân thì khó có cơ hội gặp được người như ý. Nếu có được người khác theo đuổi thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng, không nên đưa ra những quyết định quá chấp nhoáng gây ra những tổn thương về sau. Khoảng thời gian đầu năm, người tuổi này cần phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động lễ lạc, giấy tờ, thủ tục nên tình hình tài chính không mấy khả quan.
Do đó, người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên dành tiền vào những khoản không cần thiết. Tử vi tháng 2 2020 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi này có những dấu hiệu tích cực, nhờ thế mà tài chính cũng có bước phát triển khả quan. Trong công việc thì bản mệnh phát huy được đức tính chăm chỉ, cẩn thận của mình, nên thường là người lòng lãnh đạo, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp yêu mến. Con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, tiền đồ rất hứa hẹn. Trên phương diện tài chính, những người làm đầu tư kinh doanh được thần tài phù trợ, nên không những có thể làm được những mối đầu tư có giá trị, đánh bại đối thủ cạnh tranh mà còn có thể tạo lập được vị thế trên thị trường, kiếm được một khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ. Đây là thời điểm thích hợp đầu tư, bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ xã giao và củng cố quan hệ người quen, chuẩn bị chu đáo cho bước phát triển tương lai của mình. Tử vi tháng 3 2020 âm lịch. Trong tháng 3, sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều điểm sáng như tháng vừa qua. Tuy nhiên thì sức khỏe ổn định không nên gây những ảnh hưởng xấu đối với sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc thì bản mệnh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi hợp tác với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu có mâu thuẫn, tranh chấp gì xảy ra thì con giáp này không nên mất bình tĩnh, nóng nảy, đưa ra những quyết định sai lầm mà nên kiên nhẫn giao lưu, trao đổi để đi đến quyết định cuối cùng, tránh gây tổn thất cho công ty. Còn về vấn đề sức khỏe thì bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải do tác động của thời tiết. Vì vậy, cần chú ý rèn luyện sức khỏe, ăn uống hợp lý, có chế độ sinh hoạt khoa học. Khi có vấn đề xảy ra thì cần giữ trạng thái tinh thần tích cực, không nên lo nghĩ, mang lại áp lực cho bản thân. Tử vi tháng 4 2020 âm lịch. Trong tháng 4 âm thì chuyện tình cảm của người Ất Hợi có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp vẫn còn lắm chông gai. Về mặt tình cảm, tháng này bản mệnh cực kỳ vượng vận đào hoa, đặc biệt là với nữ mệnh thì còn độc thân. Bạn có thể hấp dẫn được những đối tượng khác phái, tài năng, có điều kiện tốt nhờ bản tính dịu dàng, chu đáo và tâm lý của mình. Nam mệnh cũng sẽ gặp được người như ý muốn nếu có thái độ chủ động và tích cực theo đuổi. Trên phương diện sự nghiệp thì bản mệnh dễ gặp phải những sai sót nhỏ do thái độ làm việc lơ đãng, thiếu tập trung. Những điều này khiến cấp trên cảm thấy không hài lòng và mất tin tưởng vào bạn. Nếu muốn phát triển hơn nữa trong tương lai thì bản mệnh cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc hiện giờ của mình ngay. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch năm Canh Tý, lĩnh vực tình cảm của bản mệnh không còn vượng như tháng 4, thêm vào đó là tình hình sức khỏe cũng không mấy lạc quan. Thời điểm này, bản mệnh không còn được nhiều đối tượng săn đuổi, hy vọng tìm được nửa kia thực sự phù hợp với mình khá là thấp. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh không nên đặt nặng vấn đề này vào thời điểm này mà nên tập trung tinh thần cho sự nghiệp. Những người đã lập gia đình thì có một mối quan hệ khá là xa cách với con cái. Do công việc quá mức bận rộn, bản mệnh cần dành nhiều thời gian để ở bên và trò chuyện với các con của mình hơn. Đồng thời, không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy, cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không lái xe khi đầu óc mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Tử vi tháng 6 2020 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Ất Hợi biến động khá nhiều trong thời điểm tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên, nhờ thế mà tài lộc cũng có bước khởi sắc ấn tượng. Trong công việc thì những đề nghị góp ý của bản mệnh đều được cấp trên để ý và đánh giá cao, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, góp sức cho sự phát triển của tập thể. Đồng thời, bản mệnh dành nhiều thời gian để tiếp xúc với đồng nghiệp, khiến cho môi trường làm việc trở nên nhẹ nhàng, thân thiện, giảm bớt được rất nhiều áp lực. Trên phương diện tài lộc thì con giáp này có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng nhờ có sự tự tin và khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác nên bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt, tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được khoản lời lãi kha khá cho mình. Tử vi tháng 7 2020 âm lịch, tài lộc của tuổi Ất Hợi vẫn tiếp tục phát triển đi lên so với tháng trước, tuy nhiên tình cảm thì lại vướng phải nhiều rắc rối nghiêm trọng. Những người làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, dịch vụ có thể kiếm được nhiều khoản tiền lãi trong khoảng thời gian này, lại thêm có phần may mắn phù trợ nên khả năng bản mệnh có thể phát tài nhờ vận may của mình. Trên phương diện tình cảm thì người tuổi này thường gặp phải nhiều chuyện thử thách tình cảm của đôi bên, ví dụ như là sự xuất hiện của kẻ thứ ba, sự can thiệp của cha mẹ.
Tất cả những điều này đều khiến cho bản mệnh và nửa kia, tất cả những điều này đều khiến cho bản mệnh và nửa kia dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, chiến tranh lạnh. Vì thế bản mệnh cần giữ vững lý trí khi giải quyết mọi chuyện, bao dung với nửa kia và cho người ta khoảng không gian riêng tư nhiều hơn. Tử vi tháng 8 2020 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến khá vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển. Tuy nhiên thì tình trạng sức khỏe lại xuống dốc rõ ràng trong thời điểm tháng 8 âm lịch này. Người đã đi làm thì phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca thức khuya, tuy nhiên thì bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu. Năng nhập chặt bị rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này. Những công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến cho lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Có điều trong tháng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến xương cốt thoái hóa. Do đó nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tử vi tháng 9 2020 âm lịch, trong tháng 9 âm lịch thì sự nghiệp của người tuổi Ất Hợi không có nhiều thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên chuyện tình cảm vẫn không có dấu hiệu khả quan. Trong công việc có thể đôi khi bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực, hết mình và có trách nhiệm với công việc được phân công. Để giảm căng thẳng stress, bản mệnh có thể tâm sự với những người đáng tin tưởng, chăm chỉ vận động hoặc là tham gia các chuyến du lịch ngắn ngày. Trên phương diện tình cảm, nếu muốn chạm tay được tới hạnh phúc, bản mệnh cần giữ thái độ chủ động hơn. Nếu gặp được người như ý muốn thì hãy mạnh dạn là người kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, nếu không thì rất có khả năng hai người sẽ chỉ là mối quan hệ xã giao đi lướt qua nhau. Tử vi tháng 10 2020 âm lịch, người tuổi Ất Hợi tiếp tục gặp may trên con đường tài lộc, thế nhưng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vào khoảng thời gian nửa cuối tháng. Nhờ có thành tích làm việc tốt, bản mệnh được lãnh đạo đánh giá cao nên cơ hội thăng chức tăng lương nằm ngay trước mắt. Ngoài ra thì các lĩnh vực đầu tư của con giáp này cũng thu được những khoản lợi nhuận đáng mừng, khiến cho cuộc sống của bản mệnh trở nên dư giả, có thể thoải mái tận hưởng mọi điều mình yêu thích. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như là cảm cúm, nhức đầu, dạ dày, vì thế cần ăn nhiều đồ ăn tươi, rau, hoa quả, tránh các món cay nóng. Đồng thời, nếu có thể có những dấu hiệu bất thường thì nên tranh thủ thời gian đi khám ngay, không nên chần chừ kéo dài thời gian mắc bệnh. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch, vào tháng 11 âm lịch thì người tuổi này không được thuận lợi trên con đường sự nghiệp, đặc biệt là nửa cuối tháng có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng nên không có tín hiệu lạc quan. Tuổi Hợi thường hay mắc phải sai sót trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, trước khi nói thì không nên đem những bức xúc trong tình cảm, cuộc sống vào công việc. Phương diện tài lộc, Người tuổi Hợi dễ bị trừ lương vì những sai lầm mình mắc phải trong công việc nên cuộc sống không được dư giả như mọi khi, cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Tử vi tháng 12 2020 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tổng thể vận trình của người tuổi Ất Hợi không có nhiều tín hiệu lạc quan, nhất là trên phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong sự nghiệp thì bản mệnh thường không hiểu hoặc là hiểu nhầm ý của cấp trên, rất dễ dẫn đến làm việc không đúng mục đích, không đạt được kết quả như mong muốn. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực thiết kế, biên tập rất dễ mắc sai sót, thậm chí là đánh mất sự tự tin của mình. Tuy nhiên thất bại là mẹ thành công, bản mệnh không nên nản lòng mà cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần, cố gắng nhận ra điểm yếu của mình để có kế hoạch sửa chữa, bồi dưỡng kịp thời. Trên phương diện tình cảm thì người độc thân khó có thể tìm được đối tượng như ý, còn những người đã lập gia đình thì dễ xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm với nửa kia. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh và dành thời gian trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Hóa giải theo phong thủy phi tinh 2020. Theo tử vi 12 con giáp năm 2020, người tuổi Ất Hợi vận trình không mấy khởi sắc, thậm chí còn vướng phải những chuyện thị phi mâu thuẫn nữa. Tiền bạc tiêu tốn ngoài dự kiến, sự nghiệp thì bị tiểu nhân hãm hại, thành quả gần tới tay còn bị nẫng tay trên, thậm chí còn có nguy cơ vướng họa thị phi, quan tụ. Chuyện tình cảm thì cũng không được như ý, người có đôi thì dễ vì mâu thuẫn mà tình cảm rạn nứt, song với người độc thân thì đây lại là khoảng thời gian đáng nhớ khi mà đôi bên bắt đầu suy nghĩ tới việc về chung một nhà.
Theo tử vi năm 2020, tứ lục tinh chủ về công danh sự nghiệp bay vào phương Tây Nam trong nhà. Đây cũng chính là văn xương vị năm Canh Tý. Mệnh chủ có thể đặt phòng làm việc hay là bàn làm việc ở vị trí trong nhà để vận trình sự nghiệp được thúc đẩy. Ngoài ra, người mệnh này còn có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy cát tường giúp ích cho con đường công danh như thuyền buồng phong thủy, tháp văn xương hay là tượng voi hoàng ngọc. Ở phương vị của hỷ thần là góc chính nam trong nhà, gia chủ tuổi Hợi có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy để vượng vận quý nhân đón cả tin vui về tình cảm và công việc. Ở góc này nên giữ cho ánh sáng chiếu rọi thường xuyên, nếu không có ánh sáng tự nhiên thì có thể bố trí lắp đèn ở đây, cũng có thể đặt một tấm thảm màu đỏ để giúp cho phong thủy thêm thuận chiều, mọi sự được hanh thông suôn sẻ. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Giáp Tuất, Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.